Xin chào các bạn, clip ngày hôm nay sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn công dụng chữa bệnh của hoa đu đủ đực. Trong đông y, cây đu đủ còn có tên gọi khác là cà là phan qua thụ, cao từ 1 đến 3 mét và thường mọc thẳng đứng, theo một ngọn duy nhất, chỉ phân nhánh khi ngọn bị gãy. Hoa đu đủ đực nhỏ, mọc quanh năm thành cụm, màu trắng và có 5 cánh. Đôi khi một số hoa có màu xanh nhạt, xen lẫn vàng, hoa có mùi thơm, vị khá đắng. Cả lá và hoa đu đủ đực đều được dùng để làm thuốc, trong đó hoa được sử dụng phổ biến hơn cả. Hoa đu đủ đực được thu hái quanh năm, nhưng tốt nhất là từ tháng 5 đến tháng 10. Những cụm hoa mới nở sẽ được thu hái vào lúc sáng sớm khi còn đọng sương mai. Theo nghiên cứu, hoa đu đủ đực vị rất đắng, tính bình, không độc, có tác dụng chống viêm, tiêu sưng, giảm đau, làm giãn nở các cơ, kích thích tiểu tiện. Trong hoa đu đủ đực có chứa vitamin A, vitamin B1, vitamin C, carbon hydrate, protein, tannin, chất chống oxy hóa, khoáng chất rất dồi dào. Hoa đu đủ đực mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Sau đây là 7 lợi ích phổ biến nhất của hoa đu đủ đực. Đầu tiên là hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Đây là lợi ích quan trọng nhất của hoa đu đủ đực. Các hoạt chất trong hoa đu đủ đực giúp làm tăng sản xuất insulin trong cơ thể, nhờ đó nó có thể ổn định đường huyết của bệnh nhân tiểu đường. 2. Hỗ trợ tim mạch, giảm cholesterol xấu. Các hoạt chất beta carotene, folate, chất chống oxy hóa giúp bảo vệ thành mạch, làm giảm cholesterol xấu trong máu, ổn định huyết áp, ngăn ngừa đau tim, đột quỵ, chống lại sự hình thành của các mảng xơ vữa và huyết khối tĩnh mạch, điều trị một số vấn đề về đường hô hấp. Hoa đu đủ đực giàu vitamin C và beta carotene giúp kháng khuẩn, tiêu viêm tự nhiên, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ho, viêm họng khàn tiếng, đau rát cổ họng. 4. Giảm cân. Hoa đu đủ đực giàu chất xơ, vitamin A, B, C và khoáng chất giúp tăng khả năng chuyển hóa chất béo tại gan, ngăn ngừa tích trữ mỡ dư thừa ở các cơ quan như bụng, đùi, bắp tay. Tuy nhiên, bạn vẫn cần có một chế độ ăn uống, luyện tập hợp lý và khoa học để có được hiệu quả giảm cân tối ưu nhất. 5. Ngăn ngừa ung thư. Hoạt chất lycopene carotenoid giúp khống chế khối u phát triển, làm chậm di căn, được khuyên dùng cho người ung thư vú, bạch cầu, ruột kết, phổi, tuyến tiền liệt. 6. Hỗ trợ hệ tiêu hóa. Thành phần men papain trong hoa đu đủ được có khả năng đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, kích thích co bóp nhu động ruột, tránh táo bón, ăn không tiêu và sản xuất nhiều khí hơi trong bụng. Thành phần folate vitamin A, C, E bảo vệ niêm mạc đường ruột, chống viêm loét trong dạ dày, tăng khả năng chuyển hóa và trao đổi chất. 7. Hỗ trợ điều trị sỏi thận. Hoa đu đủ được cũng có tính mát, khi sử dụng sẽ giúp làm tăng lưu lượng nước tiểu, khắc phục tình trạng tiểu buốt, tiểu rát, bí tiểu, những triệu chứng thường gặp khi bị sỏi thận. Chúng ta có thể sử dụng hoa tươi hay khô đều được. Với dạng khô nên sao vàng trước khi sử dụng để giữ được trọn vẹn dược tính của thuốc. Bạn có thể chế biến hoa thành các món ăn, làm trà, ngâm mật ong hoặc đường phèn, ngâm rượu hay sắc uống. Lưu ý là phụ nữ có thai, trẻ em dưới 1 tuổi và một số đối tượng có cơ địa nhạy cảm khác tuyệt đối không sử dụng. Ngoài ra, liều lượng sử dụng, thời gian sử dụng cũng cần được chú ý. Sử dụng quá ít, sai cách sẽ không đem lại hiệu quả. Ngược lại, dùng liều lượng lớn, tần suất liên tục có thể gây phản ứng phụ như dị ứng, mẩn ngứa, buồn nôn, chóng mặt. Vì vậy, người bệnh cần tham khảo thêm với bác sĩ để điều chỉnh lại liều lượng, thời gian sử dụng phù hợp với cơ địa của chính mình. Theo là một số cách chế biến và sử dụng hoa đu đủ đực. Cách thứ nhất, pha trà. Chuẩn bị 10 đến 15 g hoa đu đủ đực tươi hoặc 20 đến 30 g dược liệu khô. Sau đó rửa sạch, cho vào ấm pha trà chuyên dụng. Rót vào ấm khoảng 300ml nước sôi, ủ 15 phút rồi uống dần. Cách thứ hai là chúng ta có thể chế biến thành các món ăn đơn giản, ví dụ như hoa đu đủ xào tỏi. Chuẩn bị 200 đến 300 g hoa đu đủ đực tươi, tỏi và các gia vị thông dụng, rửa và ngâm hoa với nước muối pha loãng cho sạch. Để giảm bớt vị đắng chát của hoa thì bạn nên luộc hoa qua nước sôi, sau đó vắt bớt nước vào hoa cho nát, rồi ướp với một chút gia vị để khoảng 5 phút cho thấm. Cuối cùng bạn cho tỏi mầm vào chảo phi thơm, rồi tiếp tục bỏ hoa đã luộc vào đảo nhanh, cho đều rồi tắt bếp. Mong rằng sau clip này bạn đã tích lũy cho mình một lượng thông tin bổ ích. Hãy lưu clip lại để áp dụng khi cần và chia sẻ clip này đến tất cả mọi người xung quanh cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.